nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn và sốt cao liên tục. Bé Hải Anh 9 tuổi đã được chỉ định nội soi dạ dày để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ở nhà thì con hay bị đau bụng theo cơn và nó hay đau sau khi ăn và vào buổi tối ạ. Con bị đau như thế là gần 1 tháng. Buổi tối thứ hai thì con không có cảm giác đau, nhưng sau khi ngủ dậy vào sáng thứ ba thì con thấy là bụng rất là đau và đến trưa ăn thì có bị nôn, xong chiều mẹ đi làm về thì cảm nhiệt độ thấy con bị sốt và đưa đến đây ạ. Nhờ công nghệ NBI thế hệ mới, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra ổ viêm loét tại dạ dày, kèm theo đó là nhiễm khuẩn HP. Ngay sau đó, Hải Anh được bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định. Nội soi xong thì con không thấy cảm giác gì và về phòng như bình thường ạ. Các cô chú thăm khám cho con rất là nói chuyện rất là vui vẻ với con ạ. Con thấy rất là thích tại vì phòng của bệnh viện rất là đẹp và sạch sẽ. Nội soi dạ dày công nghệ NBI thế hệ mới không đau tại Phương Đông là giải pháp hữu hiệu giúp chẩn đoán chính xác các bệnh lý. Máy nội soi Olympus Nhật Bản thế hệ mới phát hiện mọi tổn thương nhỏ nhất nhờ khả năng phóng đại hình ảnh gấp 100 lần, dễ dàng phát hiện các điểm bất thường, các ổ viêm loét, loạn sản, dị sản, kể cả ung thư sớm trong dạ dày.